cùng là phần trình bày tham luận của thiền gia Thanh Toàn, cư ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời thiền gia bước lên trước micro trình bày phần tham luận của mình. Xin mời thiền gia. Kính chào thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Kính chào các quý cơ quan, báo đài và tất cả thiền tông gia, Phật gia Thiền Tông, Phật tử Thiền Tông. Kính chào các thân hữu gần xa. Hôm nay thì tôi rất là biết ơn ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho tôi có cơ hội đứng lên đây ngày hôm nay để chia sẻ những cảm nhận và những giá trị mà trong suốt hơn 5 năm qua, khi biết đến thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, biết đến chùa Thiền Tông Tân Diệu và đặc biệt là biết đến pháp môn Thiền Tông học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi vô cùng biết ơn vì trong suốt hơn 5 năm qua đã tiếp xúc với được với Thiền Tông học và đã giúp cho cuộc sống của bản thân tôi và gia đình ngày càng tốt hơn. Thông qua pháp môn Thiền Tông học thì trong suốt hơn 5 năm qua tôi hiểu hơn về cái công thức cội nguồn của cuộc sống. Trong cuộc sống của chúng ta thì đa phần là chúng ta không biết tại sao cuộc sống chúng ta lại có cuộc sống như vậy. Thì thông thường thì con người sẽ rất sợ hãi vì bước đi cuộc đời họ rất là không biết lý do tại sao mà mình sanh ra trong một cái gia đình nghèo, cuộc sống lại rất là tệ, tại sao mình lại có hôn nhân đổ vỡ. Thì những điều đó thì Thiền Tông học đã giúp đỡ tôi hiểu được, đó là công thức cội nguồn của cuộc sống. Từ đó chúng ta có thể kiến tạo lại cái đời sống vật lý của mình tốt hơn. Bên cạnh đó thì Thiền Tông học cho chúng ta hiểu được một điều rất đặc biệt, đó là cho chúng ta hiểu được sự chân thật là như thế nào, hay là nhà Phật của chúng ta gọi là Phật tánh. Thì khi hiểu được sự chân thật của con người chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu được tánh không của vấn đề. Từ đó mọi vướng mắc trong cái đời sống vật lý từ từ tự khắc nó sẽ gỡ bỏ. Bên cạnh đó thì Thiền Tông học lý giải cho chúng ta về con người chúng ta, về điện từ. Nên khi chúng ta hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình, hay còn gọi là Phật tánh nơi chính mình, thì con người chúng ta dần dần quân bình được điện từ hơn. Và dần dần các anh chị cảm nhận được sự an vui trong cái nội tâm của chính mình. Và Thiền Tông học còn dạy cho chúng ta được cái công thức làm sao để có thể an vui trọn đời. Đó là một điều tuyệt quý mà Thiền Tông học có thể mang lại. Vừa rồi thì các anh chị được nghe thiền gia anh Tấn cũng như là chú Lâm cũng như là chú Long đã chia sẻ. Khi con người chúng ta sợ nhất á, đó là khi chúng ta mất đi thì chúng ta không biết đi về đâu. Thì thiền gia anh Tấn đã chia sẻ chúng ta rất rõ lời dạy của Đức Phật, đó là 13 con đường luân hồi của một con người. Khi sống nơi trái đất này làm gì thì mất thân này sẽ đi về đâu. Và nếu chúng ta gõ thông được điều đó, có phải sự sợ hãi của con người chúng ta có phải là dần dần nó mất đi không ạ? Và dần dần con người chúng ta rất là tự tin là chúng ta biết được mình làm cái gì, sống nơi trái đất này thì mất thân sẽ đi về đâu. Và chúng ta được quyền chọn con đường đi, khi chúng ta muốn chọn lựa con đường đi thì chúng ta tự chọn lựa con đường đi. Nếu ai thích quay lại luân hồi để hỗ trợ làm việc gì đó thì quay lại. Còn nếu ai muốn trở về lại quê xưa thì chúng ta chọn con đường trở về Phật giới. Bên cạnh đó, Thiền Tông học còn lý giải cho chúng ta được các loài đang sống cùng với con người của chúng ta. Đây là một loại trí tuệ rất là đặc biệt, một cái loại giác ngộ, một loại hiểu biết mà làm cho chúng ta mê tín dị đoan nó có thể xóa sạch đối với chúng ta. Tại vì khi con người hiểu được loài thần đang sống cùng, loài ngạ quỷ đang sống cùng, súc sinh nhiệm vụ như thế nào và từng loài sẽ ra sao, thì những hiện tượng linh thiêng huyền bí nó không đe dọa con người được và chúng ta không có sợ hãi khi chúng ta mất thân này, khi chúng ta sống trong cái đời sống vật lý này. Chỉ có con người không biết thì mới sợ hãi. Thì khi biết đến Thiền Tông học thì tôi đã thấu hiểu được những điều này thông qua sự chia sẻ của thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, thông qua những quyển sách của thầy và thông qua những buổi giải đáp của thầy cũng như là ở chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thì dần dần sự thấu hiểu đó dần dần làm cho tôi có đời sống vật lý tốt hơn. Tôi tên Trần Thanh Toàn, hiện đang sinh sống và làm việc tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là một chuyên gia tư vấn và huấn luyện về sức khỏe. Thì ngày hôm nay thông qua cái buổi chia sẻ này, cái buổi tham luận này, tôi mong muốn kỳ vọng chia sẻ một số trọng điểm giúp đỡ cho một số anh chị nếu chưa biết về Thiền Tông học có thể tìm hiểu, nghiên cứu
về Thiền Tông học để giúp cho đời sống vật lý của chúng ta tốt hơn. Một số Thiền Tông gia, Phật gia Thiền Tông, Phật tử Thiền Tông khi biết đến Thiền Tông học có thể mất cân bằng trong cái quá trình đời sống vật lý, ảnh hưởng đến con đường chúng ta đi cuối đời. Thì hy vọng thông qua những chia sẻ này có thể giúp đỡ cho các anh chị có một hướng đi tốt hơn. Và bên cạnh thông qua bài chia sẻ này có thể kỳ vọng là các anh chị hiểu được giá trị của Thiền Tông học mang đến cho cá nhân, cho đến cho gia đình và cho đến cái sự thịnh vượng của quốc gia này như thế nào. Thì tôi xin phép được chia sẻ một số trọng điểm. Đầu tiên đó là chia sẻ về công thức cội nguồn của cuộc sống. Thông thường thì con người chúng ta không biết lý do tại sao chúng ta lại có cuộc sống ngày hôm nay. Và chúng ta thường hay, bác Long có chia sẻ là gì ạ? Đó là gieo nhân gì thì gặt quả đó. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu đó là không biết mình đã gieo nhân đó hay không mà ngày hôm nay quả này. Mình đâu có xứng đáng có cái hôn nhân như vậy. Mình đâu có xứng đáng có cái cuộc sống đau khổ như vậy. Đáng lẽ mình phải có cuộc sống giàu có. Thì thông thường các chuyên gia về phát triển cá nhân á, thì họ có chia sẻ cho chúng ta đó là một con người có cuộc sống, kết quả cuộc sống ngày hôm nay nó quyết định bởi hai từ thôi, đó là chọn lựa. Và khi con người chọn lựa cái gì nó sẽ quyết định kết quả cuộc sống của họ. Ví dụ như họ chọn lựa là ăn cái gì, chọn lựa học đọc quyển sách nào, chọn lựa chơi với ai và chọn lựa cái điều gì trong cuộc sống, chọn lựa nghe lời ai mà họ có cuộc sống ngày hôm nay. Vậy thì lý do tại sao mà con người chúng ta lại có chọn lựa đó? Căn nguyên nó đến từ tánh của con người chúng ta. Mỗi con người có tính cách khác nhau thì họ sẽ có quyết định chọn lựa khác nhau. Và mỗi quyết định chọn lựa của con người mang lại cái kết quả cuộc sống của họ. Không ai kêu chúng ta là chọn lựa cái người đó để kết hôn. Không ai kêu chúng ta là chọn lựa đọc quyển sách đó. Nhưng khi chúng ta thấy cái đó, chúng ta cảm thấy thích, cảm thấy hợp với nó và cảm thấy hợp với nó mà chúng ta quyết định chọn lựa. Vậy thì tánh của con người nó quyết định cái kết quả cuộc sống của họ. Và các chuyên gia chia sẻ rất nhiều về thói quen của con người quyết định về tính cách, hành động của con người quyết định thói quen, rồi lại suy nghĩ của con người lại quyết định cái hành động của họ. Nhưng mà chưa bất kỳ ai lý giải cho chúng ta biết được. Đó là chúng ta muốn thay đổi suy nghĩ, thay đổi cũng rất là khó. Tại vì con người chúng ta chỉ cần suy nghĩ tích cực thôi, suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta đã thay đổi được vận mệnh. Tuy nhiên, những suy nghĩ tiêu cực nó cứ xuất hiện suốt trong cái tâm trí của con người chúng ta. Và sau một thời gian thì các nhà nghiên cứu tìm hiểu được niềm tin của con người nó quyết định cái mọi loại suy nghĩ của họ. Và trong suốt nhiều năm, tôi có một nghi vấn rất đặc biệt. Đó là tôi muốn thay đổi cái cuộc sống của cá nhân mình và gia đình của mình. Tôi muốn thay đổi những người xung quanh tôi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà tìm hoài suốt trong cái quá trình đó thì không tìm thấy được cái cội nguồn của con người bắt nguồn từ đâu. Và nói đến đây, thành thật biết ơn Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân và đặc biệt biết ơn pháp môn Thiền Tông học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi nghe về tổng nghiệp của một con người thì tôi đã lý giải được những điều này các anh chị. Và rất là cảm ơn vì Thiền Tông học cho tôi cái điều này. Bởi vì con người có niềm tin hay không lệ thuộc vào những cái hình ảnh tâm trí của họ chứa vào trong tàng thức của họ. Mà tàng thức của con người nó chứa đựng qua hàng hà sa số đời. Thông qua những gì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nói, chúng ta biết. Nó sẽ huân tập lại và bỏ vào tàng thức của chúng ta. Và nó lưu giữ trong tàng thức của chúng ta thì Thiền Tông học của chúng ta được gọi là tổng nghiệp. Còn khoa học về hình ảnh, khoa học về não bộ thì người ta gọi là hình ảnh tâm trí. Thì cứ mỗi lần trong cái cuộc sống chúng ta nó sẽ huân tập qua nhiều đời về sự nghe thấy nói biết. Nó sẽ quyết định hình ảnh tâm trí của một con người. Và nó sẽ quyết định cái niềm tin của họ, suy nghĩ của họ, hành động của họ, thói quen của họ. Và nó quyết định tính cách của một con người. Nên khi chúng ta bắt đầu sanh ra thì ngày xưa khi chưa hiểu về Thiền Tông học, tôi nghĩ là tôi không lựa chọn được cái con đường sanh ra. Tại sao tôi lại không chọn được cha mẹ sanh ra? Nhưng mà khi hiểu về Thiền Tông học, thì khi hiểu về sự lý giải của Thiền Tông học thì cho chúng ta biết được là tổng nghiệp của con người quyết định họ sanh ra ở đâu, và quyết định họ sẽ chọn ba mẹ là ai, và quyết định họ sẽ luân hồi chỗ nào. Thì khi hiểu như vậy thì chúng ta thấy được cội nguồn cuộc sống này khi vừa phát sinh ra nó đã bắt nguồn từ chính mình. Do những gì mình nghe, những gì mình thấy, những gì mình nói, những gì mình biết, nó huân tập vào cái đời sống của mình, huân tập vào tàng thức của mình, và từ đó quyết định mình gặp người nào thì mình thích,
gặp ai thì mình ghét, gặp người nghề nào thì hạp, gặp nghề nào thì không thích, thích tiền hay không thích tiền. Và mọi cái lý giải đó nó được lý giải từ khi hiểu được công thức cội nguồn này. Trong khuôn khổ của chương trình này tôi không thể lý giải hết được mọi cái. Tuy nhiên cũng mượn cái buổi lễ ngày hôm nay, tôi cũng tiên chia sẻ, hay dùng cái từ hơi công bố thì nó hơi kỳ. Nhưng mà trên thế giới của chúng ta hiện tại chưa biết công thức cội nguồn của cuộc sống. Và tôi đi nhiều nơi, học tập nhiều nơi trên thế giới, họ không lý giải được chúng ta. Cội nguồn của cuộc sống bắt nguồn từ nghe thấy nói biết. Và những gì chúng ta nghe thấy nói biết nó sẽ huân tập tạo thành tổng nghiệp, tạo nên hình ảnh tâm trí và quyết định suy nghĩ, hành động, tính cách và quyết định kết quả cuộc đời của một con người. Thông qua cái sự chia sẻ này, có thể kỳ vọng một số chuyên gia về phát triển cá nhân, những người đang kiến tạo lại, giúp đỡ cho nhiều con người trên thế giới này, hãy thấu hiểu cái công thức cội nguồn này để từ đó có thể lý giải thật sự sâu sắc hơn cái vấn đề cuộc sống của con người. Đó là nội dung đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, đó là công thức cội nguồn của cuộc sống của chúng ta. Điều thứ hai mà nỗi trăn trở lớn nhất của con người đa phần là họ muốn tìm về chính mình. Và tôi tiếp xúc rất nhiều với bạn trẻ. Bạn có nói là gì? Em muốn tìm về cái con người của em muốn biết em là ai, em từ đâu đến, tại sao em có sứ mệnh gì trong cái cuộc đời này. Và thường tôi đùa tôi nói là gì trước khi chết chúng ta cũng tìm không ra, đa phần những người tìm về sứ mệnh. Nhưng mà luôn luôn chúng ta có một nghi vấn, dù chúng ta theo đạo gì, đạo Phật hay là tất cả các loại đạo trên thế giới này, cũng mong muốn tìm về sự chân thật nơi chính mình. Vậy thì sự chân thật là gì mà họ tìm kiếm? Và rất may mắn cho chúng ta, thiền tông học lý giải cho chúng ta một điều rất đơn giản. Sự chân thật chính là gì Đó là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Những gì được gọi là thay đổi thì không còn chân thật, và những gì chân thật thì không thay đổi. Vậy thì nếu thân thể này thì có thay đổi thì không chân thật. Con người chúng ta thay đổi, tánh của con người chúng ta qua thời gian thì không chân thật. Và khi hiểu về thiền tông học còn lý giải sâu hơn nữa các gì? Chính sự chân thật quyết định sự sống của con người. Nên khi hiểu được điều này thì tôi mới phát hiện ra được một điều. Đó là bất kỳ ai chúng ta rất đơn giản để tìm về sự chân thật nơi chính mình. Bởi vì khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tưởng rằng là chúng ta không thấy, nhưng chúng ta vẫn thấy. Khi chúng ta nhắm mắt bịt lỗ tai lại, tưởng rằng chúng ta không nghe, nhưng chúng ta vẫn nghe. Khi mà chúng ta không mở miệng nói, nhưng chúng ta vẫn nói, và chúng ta luôn luôn biết. Con vật nó cũng như vậy, con người cũng như vậy. Nên là gì? Không thay đổi qua không gian thời gian chính là sự chân thật của con người, mà nhà Phật của chúng ta, thiền tông học của chúng ta được gọi là Phật tánh, chính là nghe thấy nói biết. Khi nghe thấy nói biết nó sẽ huân tập cái hình ảnh tâm trí vào tàng thức của chúng ta, quyết định đời sống của chúng ta. Nên là gì? Điều khiển cái sự sống của con người chính là nghe thấy nói biết. Và khi chúng ta không còn nghe, không còn thấy, không còn nói, không còn biết thì chúng ta không còn sự sống. Một con vật không còn nghe, không còn thấy, không còn nói, không còn biết thì một con vật đó không còn sự sống. Và đây là một cái điều rất là đặc biệt mà thiền tông học đã cho chúng ta. Và Toàn đã tìm rất là nhiều nơi trên thế giới này và đi học rất là nhiều để tìm kiếm về sự chân thật nơi chính mình. Và rất là có can duyên khi chúng ta biết đến thiền tông học. Và nếu ai ở đây đã nhận được cái điều này thì Toàn chúc mừng tất cả các anh chị, vì các anh chị đã ngộ được tánh không của vấn đề. Bởi vì hàng sống với sự nghe, thấy, nói, biết của chúng ta, có phải mỗi vướng mắc trong cuộc đời chúng ta không có thấy nữa không ạ? Bản thân vấn đề nó không là vấn đề, chỉ là vấn đề khi chúng ta nhìn theo cái hướng nào đó của chúng ta thôi. Thì khi hiểu được sự chân thật thì mọi vướng mắc trong đời sống vật lý chúng ta có thể gỡ bỏ. Bên cạnh đó, chúng ta hiểu về tánh người. Không ai lý giải được một điều tại sao một đứa trẻ mới sanh ra nó có tánh đó. Và mỗi đứa trẻ khác nhau đều có tánh khác nhau. Và mỗi con người họ có phù hợp với cái cuộc sống khác nhau trong cái cuộc sống này. Và người thì thích làm nghề này, người thích làm nghề kia. Và thiền tông học đã lý giải cho chúng ta được một điều, đó là mỗi tánh của một con người sẽ quyết định họ chọn lựa như thế nào trong cái đời sống của họ. Và may mắn cho chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lý giải rất rõ con người chúng ta có 16 thứ tánh. Đó là thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạn nghi ác kiến. Và mỗi cấp độ, mức độ của mỗi con người khác nhau, nó sẽ quyết định cái tánh của con người khác nhau. Ví dụ như có một số người tham tài cộng với tham danh thì tánh của người đó sẽ khác.
Một số người tham thực, tham thùy, có nghĩa là tham ăn, tham ngủ, thì tánh người đó khác. Có một số người cái tưởng theo chiều hướng tiêu cực đi, tưởng là rằng là sự việc này, cuộc sống này sẽ đi theo chiều hướng tệ đi. Và có một số người thì tưởng theo chiều hướng tốt đi. Chính cái tưởng của con người nó sẽ quyết định của cải vật chất, đến quyết định con đường luân hồi của con người và chúng ta đi đến đâu. Thì mỗi cấp độ, mức độ khác nhau của tánh người nó sẽ quyết định cái mức độ, cấp độ khác nhau của thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham sân si mạng nghi ác kiến, mà nó quyết định cái tánh người của mỗi con người và quyết định cái đời sống của họ như thế nào. Bởi vì chúng ta có tánh người như vậy đó, nên chúng ta phù hợp với một người đàn ông thường hay phụ bạc mình, hay là phù hợp với người đàn ông đối xử tệ với mình. Bởi vì tánh người của chúng ta như vậy nên chúng ta phù hợp với cuộc sống giàu có. Bởi vì tánh người của chúng ta như vậy nên chúng ta phù hợp với cuộc sống đau khổ. Bởi vì tánh người của chúng ta như vậy nên chúng ta phù hợp với đời sống thực tại của chúng ta. Vậy thì khi hiểu được tánh người giúp cho chúng ta được điều gì? Bởi vì kết quả cuộc sống là do chúng ta lựa chọn. Vậy thì lựa chọn dựa trên tánh người. Nếu chúng ta ngừng lại được tánh người, giảm lại được cái tánh người, thì có phải là điện từ trong cơ thể con người chúng ta cũng như là lựa chọn chúng ta sẽ khác đi không ạ? Lựa chọn chúng ta khác đi, kết quả sẽ khác đi. Nên hiểu về tánh người, chúng ta sẽ thay đổi được cái đời sống vật lý của mình hiện tại. Vậy thì nếu hiểu về tánh người thì chúng ta sẽ hiểu được cội nguồn của vấn đề cuộc sống bắt nguồn từ chính mình. Chúng ta không sẽ không có quán trách rằng là đất nước này tại sao không giúp đỡ chúng ta, tại sao ba mẹ sanh ra sao nghèo quá không cho chúng ta vốn làm ăn, tại sao người phụ nữ này như thế này, người chồng như thế này, con cái chúng ta ra sao. Bởi vì do tánh người chúng ta mới phù hợp với đứa con đó, mà đứa con tốt hơn thì nó sẽ phù hợp với cha mẹ khác. Và những gì chúng ta đang có ngày hôm nay đều do tánh chúng ta mà thu hút về. Và khi hiểu được điều này từ thiền tâm học thì tôi mới hiểu được một đạo lý rằng cội nguồn vấn đề cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Và nếu có sửa cái gì đó thì nếu có thể sửa thì tôi thay đổi chính bản thân mình, thì chúng ta sẽ thay đổi hoàn cảnh. Nên chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh của cuộc đời mình thì chúng ta phải thay đổi tánh của mình. Nhưng mà nói với tánh người thì thay đổi rất là khó. Nếu mà chúng ta tập trung vào tánh người thì thay đổi rất khó. Nhưng mà hiểu được sự chân thật của chính mình, đó là hiểu được tánh Phật của chúng ta, thì chúng ta hàng sống với tánh Phật thanh tịnh thì tánh người sẽ ít luân chuyển hơn, và con người chúng ta sẽ đạt đến trạng thái an vui hơn. Thì trong đời sống của chúng ta, một từ mà chúng ta sợ nhất đó là từ nghiệp. Nghiệp tôi thì sao ạ? Tôi phải gánh. Nghiệp như vậy rồi, nghiệp là có ông chồng như vậy, nghiệp có đứa con như vậy, nghiệp có cuộc sống như vậy rồi, thì tôi phải gánh. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đoạn nghiệp và chuyển nghiệp? Và từ ngày xưa tới giờ thì Toàn tìm nhiều cách để thay đổi cái vận mệnh cuộc sống của mình. Toàn không lý giải được lý do tại sao Toàn sanh trong gia đình rất là nghèo khổ, và đồng thời vấn nạn trong hôn nhân đó là trong hôn nhân gia đình của Toàn thì không có hoàn toàn không có tốt các anh chị. Thì Toàn làm sao để chúng ta có thể thay đổi cái đời sống từ ba mẹ thế hệ sau, đừng có truyền qua con cái chúng ta và dẫn đến hôn nhân chúng ta có thể đổ vỡ và hôn nhân chúng ta có vấn đề. Thì khi biết đến thiền tâm học thì rất là cảm ơn, một lần nữa là cảm ơn thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, cảm ơn thiền tâm học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi chúng ta nghe thấy nói biết một điều gì đó thì nó sẽ huân tập vào tàng thức của chúng ta những hình ảnh tâm trí, nó sẽ quyết định cái nghiệp chúng ta. Và nghiệp chúng ta có chia thành là tổng nghiệp, chúng ta có chia thành là tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả. Khi hiểu được điều này từ thiền tâm học thì Toàn mới hiểu được một đạo lý rằng chúng ta có thể muốn thay đổi nghiệp quả thì chúng ta phải thay đổi nghiệp duyên. Bởi vì chỉ có con người mới mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con người, hoặc là chỉ có con người mới mang lại cuộc sống đau khổ cho con người thôi. Và do tất cả đều do con người mang lại. Trọng điểm của vũ trụ này, trọng điểm của trái đất này, trọng điểm của thế giới này là nằm ở con người. Các anh chị muốn làm phước đức cũng dựa vào con người, muốn làm công đức cũng dựa vào con người, cũng ác đức xảy ra cũng là do con, cũng dựa vào con người mà chúng ta sanh ra ác đức hay là phước đức và công đức. Vậy thì khi nghiệp duyên thay đổi thì nghiệp quả sẽ thay đổi. Và thiền tâm học lý giải cho chúng ta đó là nghiệp thức, chỉ cần chúng ta thay đổi nghiệp thức thì chúng ta sẽ thay đổi nghiệp duyên và thay đổi nghiệp quả. Và rất may mắn cho chúng ta, và Đức Phật có nói là gì, chỉ cần giác ngộ là chúng ta sẽ thấu hiểu đạo lý cuộc sống và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và giác ngộ có nghĩa là thấu hiểu thôi, là hiểu nó ra. Giống như bây giờ một cái căn phòng mà có
bóng tối. Thì nếu ai hiểu theo đạo lý tự nhiên thì họ sẽ không làm một điều đó là cố gắng đuổi bóng tối ra khỏi căn phòng đó. Mà hiểu đạo lý tự nhiên thì họ sẽ lấy một ánh sáng đưa vào căn phòng đó thì bóng tối nó sẽ tan biến. Vậy thì khi con người chúng ta, hành động của họ và mỗi quyết định kết quả cuộc sống của họ theo hướng đó, họ chỉ cần thấu hiểu đạo lý của cuộc sống, thấu hiểu giác ngộ là họ có khả năng thay đổi. Nên nghiệp thức của con người mà thay đổi thì nghiệp duyên sẽ thay đổi và nghiệp quả của thay đổi. Và khi chúng ta muốn đoạn nghiệp được thì may mắn Thiền Tông học đã dạy cho chúng ta, chỉ cần chúng ta đang biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, biết mình đang nói, thì khi đó hình ảnh tâm trí sẽ không huân tập vào tàng thức nữa. Thì khi đó có phải là chúng ta đã đoạn nghiệp không ạ? Thì qua thời gian thì muốn chuyển nghiệp thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những hình ảnh trong tâm trí, trong tàng thức để chúng ta có thể chuyển nghiệp được. Ví dụ, hàng ngày chúng ta nhìn vào những điểm xấu của con người thì chúng ta làm lớn những hình ảnh đó và huân tập vào đầu óc của chúng ta nhiều hơn những gì sai lầm của con người mang đến. Hoặc là đất nước này, hàng ngày chúng ta lên mạng xã hội, hàng ngày chúng ta coi báo chí, hàng ngày chúng ta coi quá nhiều điều tiêu cực, và những cái gì chúng ta thấy và chúng ta nghe hình ảnh tâm trí chúng ta huân tập là đất nước này là mất an ninh trật tự, đất nước này là con người không thương yêu nhau, mất niềm tin với nhau, là bởi vì do chúng ta huân tập vô tàng thức thôi. Nếu chúng ta là người hiểu về pháp môn Thiền Tông học, các anh chị hoàn toàn có thể tách ra được đó là tâm cảnh không có dính nhau. Và chỉ biết là mình đang nghe điều đó, chỉ biết là mình đang thấy điều đó, chỉ biết được mình đang nói điều đó, thì nó sẽ không huân tập thêm cái hình ảnh trong tâm trí nữa. Và nếu đã suy nghĩ và đã dùng tánh người thì chúng ta phải nghĩ đến những cái điều tốt đẹp. Và khi những điều không tốt đẹp thì chúng ta ngừng lại và hằng sống với sự chân thật nơi chính mình. Thì khi đó các anh chị không huân tập vào cái tàng thức những hình ảnh tâm trí đó nữa, thì những hình ảnh tâm trí trong cái tàng thức nó không tròi ra nhiều thì nó không có bị đổ nghiệp. Và khi chúng ta lựa chọn và chọn lựa những hình ảnh tâm trí tốt hơn về người thân của mình, hàng ngày chúng ta có thể nhìn về ba mình, mẹ mình, những đứa con của mình, những điều tốt đẹp chúng ta làm lớn lên, thì đó là cách đơn giản để chúng ta chọn nghiệp, chuyển nghiệp. Và khi chuyển được nghiệp rồi, đoạn đó trước rồi sau đó chuyển, đây là một công thức rất là vi diệu của Thiền Tông học. Khi các anh chị nhận được cái sự chân thật nơi chính mình, nó rất là vi diệu các anh chị. Thích á, thì chúng ta ngừng suy nghĩ, muốn suy nghĩ thì chúng ta sẽ suy nghĩ. Đó là một cái trạng thái tuyệt đỉnh của thiền học các anh chị. Bởi vì khi chúng ta dụng công ngồi thiền hay bất kỳ cái điều gì cũng chưa chắc là chúng ta có thể ngừng được suy nghĩ. Nhưng nhận được sự chân thật nơi chính mình thì chúng ta ngừng được suy nghĩ, hay là gọi là Phật tánh nơi chính mình. Thì khi đó các anh chị thấy là quy diệu của một điều đó là chúng ta ngừng được suy nghĩ, và muốn suy nghĩ thì chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn cho cuộc sống, đời sống vật lý của chúng ta. Đó là cái mà chúng ta ứng dụng được tánh người của chúng ta vào cái cuộc sống của mình. Thì để làm sao mà chúng ta an vui trọn đời thì có hai cái mà Thiền Tông học dạy cho chúng ta rất hay. Đó là một câu mà thầy thường hay nói là tâm cảnh không dính nhau. Làm sao để chúng ta có biết là mình đang nhìn điều đó, biết là đang thấy điều đó, mình biết là đang nói thôi, và mình biết là đang biết cái điều đó. Và khi là sao tách ra được điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là an vui trong cái cuộc sống của chúng ta. Và khi chúng ta tách ra được rồi, các anh chị thấy là cuộc sống chúng ta cảm thấy mọi vấn đề nó không phát sinh nữa. Và chúng ta sẽ nhận được cái sự tánh không của vấn đề. Mọi vấn đề trong cuộc đời này là do chúng ta chọn lựa cái thái độ của chúng ta, cái cách nghĩ chúng ta về nó, chứ bản chất nó không là vấn đề. Thì khi hiểu được đạo lý đó, con người chúng ta sẽ rất là an vui. Tuy nhiên để muốn an vui trọn đời thì Thiền Tâm học dạy chúng ta rất là đơn giản. Đó là cách mà các anh chị đang làm để có công đức. Đó là giúp người khác nhận được cái Phật tánh nơi chính mình, giúp người khác hiểu được cái sự chân thật nơi chính mình là gì, giúp người khác hiểu được tánh người của mình, hiểu về con đường luân hồi, giác ngộ những cái điều đó. Thì có phải là chúng ta đang giúp nhiều người làm điều đó theo nguyên tắc của nhân quả, có phải nó đáp trả lại làm cho chúng ta có thể hướng dẫn người khác an vui thì chúng ta sẽ sao ạ? Sẽ an vui. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta gõ thông con đường khi mất thân. Con người chúng ta trong tương lai, các nhà khoa học dự đoán và các nhà phát triển cá nhân dự đoán, đau khổ nhất của con người là không có hy vọng ở ngày mai. Không phải là chúng ta thiếu năng lực, thiếu tài năng, mà thiếu đi cái hy vọng. Thì Thiền Tông học cho chúng ta hiểu được một điều, đó là rất là gõ thông con đường để khi chúng ta mất thân, chúng ta về Phật giới. Và khi chúng ta có ham muốn trở về một nơi mà chúng ta
hằng sống với sự thanh tịnh nơi chính mình được, và đồng thời giúp người khác đạt được cái sự thanh tịnh đó. Và song song đó chúng ta gõ con đường gõ thông để đi, thì cái đời sống của những con người đó họ cảm thấy họ an vui được. Và nếu vướng mắc trong đời sống quá thì nhà Phật cũng gia thiền tâm học chúng ta đã cho chúng ta cái thuật nhất từ thiền, đúng không ạ? Đó là buông dừng thôi dứt. Khi vướng mắc quá thì chúng ta dùng nó. Còn nếu khi đã nhận sâu sắc rồi chúng ta có thể không cần dùng. Nhưng nếu vướng mắc quá thì chúng ta có thể dùng nó. Thì trọng điểm vừa rồi là Toàn đã chia sẻ cho tất cả các anh chị hiểu về công thức cội nguồn của cuộc sống. Một số anh chị đã nắm bắt, nhưng một số anh chị chưa biết về thiền tông học, có thể chưa thấu hiểu được cái điều này, thì có thể tìm hiểu hơn, sâu hơn đối với thiền tông học. Cái thứ hai là hiểu về sự chân thật. Cái thứ ba hiểu về tánh người. Cái thứ tư là chúng ta về công thức an vui trọn đời cho chúng ta. Đó là tâm cảnh không có dính nhau, buông dừng thôi dứt phù hợp. Và làm sao phải có ham muốn là chúng ta đi về nơi mà thanh tịnh, đi về nơi an vui để hằng sống với nơi đó, đó là Phật giới. Bên cạnh đó chúng ta gõ thông con đường để đi và giúp đỡ người khác. Nếu có nhân duyên giúp đỡ người khác đi cùng mình, thì đó là một số cảm nhận và một số ứng dụng của cá nhân Toàn và gia đình của Toàn đối với pháp môn thiền tông học. Và sự hiểu biết của thiền tông học có thể ngoài cái sự hiểu biết và tưởng tượng của chúng ta. Và trong cái khuôn khổ về cái hiểu biết hạn hẹp này, hạn hẹp của cá nhân Toàn, thì Toàn chia sẻ những điều này với tất cả các anh chị. Kỳ vọng nếu ai là nhà khoa học, những nhà tri thức, những người chuyên huấn luyện đào tạo và hỗ trợ cho con người thay đổi cái vận mệnh cuộc sống của họ, nên tìm hiểu về thiền tông học. Bởi vì thấu hiểu được cội nguồn của cuộc sống là vấn đề quan trọng mà một nhà giáo dục cần phải làm. Nếu không thôi chúng ta sẽ kiến tạo những hình ảnh tâm trí kém, không hiểu, kiến tạo những đời sống vật lý rất kém cho những người xung quanh của chúng ta. Nếu không hiểu về cội nguồn, chúng ta rất khó để thay đổi cái điều đó. Và rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Đặc biệt rất là cảm ơn Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã cho tôi cái cơ hội đứng lên đây ngày hôm nay. Rất là biết ơn, sâu sắc biết ơn đến thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Và biết ơn tất cả các anh chị thân hữu gần xa đã lắng nghe bài tham luận của tôi. Chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn thiền gia Thanh Toàn và mời thiền gia trở về chỗ cũ. Kính thưa quý vị, phần vừa rồi cũng là phần kết thúc buổi lễ trình nhân dịp Liên hiệp các hội UNESCO kết nạp thành viên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Vào lúc 12:30 hôm nay, viện chủ sẽ có buổi giải đáp thắc mắc về thiền tông tại chánh điện. Quý vị nào có thắc mắc có thể đặt câu hỏi vào thời gian trên. Quý vị Phật tử muốn chụp hình lưu niệm cùng viện chủ có thể nán lại tại chánh điện để chụp hình. Đã đến giờ trưa, mời mọi người có mặt tại chùa hôm nay tập trung tại trai đường để dùng bữa cơm trưa tại chùa. Xin trân trọng cảm ơn.